đi trồng hoa đẹp không này? Chào tất cả các bác nha. Hôm nay thì chúng em lại đi đến trại nhà một bác nuôi lợn. Nuôi lợn. Và xem tình hình chăn nuôi nhà bác dạo này thế nào. Và dùng thuốc bên em là có tốt không ạ? Đây, đi vào cổng thì rất là nhiều hoa. Các anh chị thì hôm nay chúng tôi đang ăn một bàn lợn. Đây là những cái lạc vitamin, tất cả những cái chất khoáng giúp cho đàn lợn này là ăn nhiều, ngủ nhiều và tăng hệ miễn dịch rất là tốt. Thì các cô bác và anh chị có thể dùng liên tục cho em từ 8 đến 10 ngày thì đạt hiệu quả rất là cao đấy ạ. Và nhiều khi chỉ cần cho ăn cái sản phẩm tăng sức heo này thì đàn lợn, và đặc biệt cái sản phẩm này nó có một cái mùi thơm giúp cho đàn nhà mình ăn nhiều, ngủ nhiều và tăng cái hệ miễn dịch rất là tốt và rất là hiệu quả. Và một cân này thì dùng cho 10 bao cám. Mình sẽ trộn vào thức ăn. Đúng rồi, một cân này trộn vào. Các bác thấy là lông da của nó rất là mượt và hồng hào nhé. Sức đề kháng rất là tốt ạ. Và nhà chuối thì có 3 đàn. Đây là đàn thứ nhất và đây là đàn thứ hai. Hôm trước thì vai rất là nở, rất là đẹp. Đấy. Và hôm trước thì lợn nhà chuối bị tiêu chảy thì chuối đã dùng cái sản phẩm là Libedon, Enro và Capsan. Thì ba cái sản phẩm này kết hợp lại với nhau thì tiêm vào đàn lợn nhà chú đã rất là khỏe mạnh. Và phân mọi người có thể nhìn là nhìn phân của nó bây giờ nó thành khuôn rồi và nó rất là đẹp. Nó không, là trước thì lợn nhà chú thì nó phân vàng này, phân xanh này, phân trắng, rất là nhiều màu, cà phê nữa. Nhưng mà khi mà chúng sử dụng cái sản, ba cái sản phẩm này, ba cái sản phẩm thần thánh này kết hợp lại với nhau thì đàn nhà chú trở nên khỏe mạnh và rất là đẹp, đúng không ạ? Đây, và đây là một đàn lợn nữa. Ba chú lợn con. Mông vai nở rất là đẹp luôn. Mông vai nở rất là đẹp. Và chúng ta sẽ đi thăm cái đàn lợn nái nhà chú ạ. Và đây là đàn lợn nái nhà chú Xuân. Sau đó thì chú có dùng cái sản phẩm là cặp xếp nắp và cái Iberon. Đây, cái xếp nắp và cái Iberon. Thì bây giờ thì lợn nhà chú đây đã nhìn rất là đẹp. Nhìn rất là đẹp đây ạ. À. Đó. Nó khỏi hẳn. Khỏi hẳn luôn. Đấy. Và nhìn rất là hồng hào và rất là đẹp. Đây, chú để lại cái phần bộ là xếp nắp và cái Iberon này ở ngay chỗ trang trại nhà chú ý. Để phòng bệnh luôn ấy. Đúng rồi, để phòng bệnh luôn ấy. Khi nào mà có bệnh là mình có cái để tiêm luôn, không phải đợi thuốc nữa.